Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Toyota Let's Go Places Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ 1-800-990-8319-princesslife.com Thanh Tâm, gửi lời chào đến tất cả khán giả của Lido Sài Gòn TV đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp trong ngày được phát hình live trên làn sóng 56.10 bằng tầng KDOC miền Nam California và làn sóng 16.11 cho miền Bắc California cũng như là 27.6 cho vùng Houston Texas. Kính thưa quý vị chương trình đang livestream trực tiếp trên mạng của LidoSaiGonTV.com và cũng như là có thể xem lại trên YouTube cũng như là Facebook. Hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 19 tháng 5 năm 2022 và như thường lệ chương trình tin tức sẽ bao gồm tin Việt Nam, tin Thế giới và tin Hoa Kỳ. Mở đầu sẽ là phần tin Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Phạm nhân ở tù lâu là do tòa tính sai năm tù, dán băng keo đen lên biển số ô tô để né phạt nguội. Ô tô tông gãy trụ điện, gần 10.000 nhà dân đã bị mất điện. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Mở đầu phương tin Việt Nam, phạm nhân ở tù lâu là do tòa tính sai năm tù. Vào hôm 18 tháng 5, tại trại giam Ngọc Lý, tỉnh Bắc Giang, Viện Kiểm soát Tối cao đã công bố quyết định kháng nghị giám đốc thẩm và tạm đình chỉ chấp hành án với phạm nhân Hoàng Phạm Hoàng Tùng, là người đang ở tù về tội giết người. Hiện nay, thì Tùng đã thi hành án được 4 năm 4 tháng 10 ngày. Tùng là một trong bốn người bị xét xử về tội giết người trong vụ án xảy ra vào đêm 6 tháng 1 năm 2019 tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Tùng đã lĩnh án 9 năm tù. Tuy nhiên là tòa cấp phúc thẩm đã có sai lầm trong quyết định hình phạt bởi Tùng là người dưới 16 tuổi lúc phạm tội. Luật hình sự Việt Nam quy định với những người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc là tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù. Thêm nữa, luật cũng quy định là mức hình phạt cao nhất áp dụng đối với người phạm tội từ 14 tuổi cho đến dưới 16 tuổi không quá 1 phần 3 mức hình phạt quy định tại điều 100 và 101 của bộ luật này. Như vậy thì mức hình phạt tù áp dụng với Tùng sẽ không quá 4 năm. Thế nhưng tòa án cấp phúc thẩm xử phạt Tùng 9 năm tù là vi phạm nghiêm trọng nên đã phải thả người ra ngay lập tức. Và tiếp theo, dán băng keo đen lên biển số ô tô để né phạt nguội. Ai dè lại bị phạt nặng hơn. Người phụ nữ 48 tuổi ở Hà Tĩnh đã bị xử phạt 5 triệu đồng, tương đương với 200 Mỹ Kim, vì đã dùng băng keo đen dán làm thay đổi biển kiểm soát. Vào hôm 19 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt một người phụ nữ 48 tuổi, 5 triệu đồng về hành vi sơn, dán thêm, làm thay đổi chữ, số hoặc là thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển khi điều khiển xe. Nữ tài xế này còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng. Người phụ nữ này cho biết, do nghe theo lời bạn bè hướng dẫn, đã sử dụng băng keo đen dán lên biển, biển kiểm soát và làm thay đổi con số zero. Điều này nhằm mục đích né camera phạt nguội tại các tuyến đường trên địa bàn. Tiếp theo phần tin Việt Nam, ô tô tông gãy trụ điện, gần 10.000 nhà dân đã bị mất điện. Một chiếc xe tải sau khi va chạm với một ô tô du lịch đã lao vào, vào lề tông gãy cột điện, khiến cho gần 10.000 nhà dân đã bị mất điện. Sự việc đã xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 19 tháng 5. Trời mưa khá lớn, xe tải chở hàng chạy trên quốc lộ 20 hướng từ Sài Gòn, Đà Lạt khi đến thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú đã tông vào ô tô du lịch 7 chỗ chạy hướng ngược lại. Và chạm đã khiến cho xe du lịch lật ngang đường, còn ô tô tải thì lao vào lề, tông gãy hai cột điện trung thế. Tài xế xe tải đã bị thương nặng, được người dân phá cửa đưa ra ngoài. Hai trụ điện gãy đã khiến cho hàng ngàn gia đình ở thị trấn Tân Phú, xã Trà Cổ, Phú Thanh và một phần xã Phú Xuân hiện của huyện Tân Phú đã bị mất điện. Điện lực khu vực định quán đã cho nhân viên đến sửa chữa và hiện tại còn khoảng 3.000 nhà chưa có điện. Và thông tin cuối trong phần tin Việt Nam. Vụ đường Văn Thái, 22 tổ chức kêu gọi cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc bảo vệ người tị nạn Việt Nam tại Thái Lan. 22 tổ chức quốc tế vừa gửi thư kêu gọi ông Filippo Randi là cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, bảo vệ cho người tị nạn Việt Nam và những người xin tị nạn nói chung tại Thái Lan, khỏi bị bắt cóc và trả lại quê nhà sau vụ mất tích của ông Đường Văn Thái vào tháng trước. Theo tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, thì trong bức thư chung gửi đi vào ngày 18 tháng 5, các tổ chức quốc tế đã bày tỏ mối quan ngại về sự an toàn và phúc lợi của những người tị nạn Việt Nam và những người xin tị nạn tại Thái Lan, mà họ cho rằng có nguy cơ bị các đặc vụ của nhà nước cộng sản xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt cóc đem về nước. Vụ blogger Đường Văn Thái đã mất tích vào ngày 14 tháng 4 năm 2023 là trường hợp người tị nạn Việt Nam thứ hai được biết đến có sự nhúng tay của các đặc vụ Việt Nam trong quá trình bắt cóc và đưa về Việt Nam để xử phạt vì những thông tin mà họ đưa ra. Trước đó vào tháng 1 năm 2019, nhà báo Trương Quy nhất cũng đã đột ngột mất tích khi đang xin tị nạn ở Thái Lan. Ông được cho là đã bị an ninh Việt Nam bắt cóc đưa về nước. Sau khi ông được báo chí đưa tin xuất hiện tại Việt Nam rồi bị kết án 10 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bức thư chung của các tổ chức quốc tế đã viết: Những vụ bắt cóc được báo cáo này, sau đó là giam giữ tùy tiện là một sự vi phạm rõ ràng luật tị nạn quốc tế và luật nhân quyền những hành động đàn áp xuyên quốc gia này cũng được tiến hành như là một phương tiện để các chế độ đàn áp tiếp tục bịt miệng và đe dọa quyền tự do biểu đạt của những tiếng nói bất đồng chính kiến, thậm chí là vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Trong thư chung, các tổ chức quốc tế đã kêu gọi cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc chú ý hơn đến những trường hợp mất tích trên và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ người tị nạn Việt Nam và những người xin tị nạn ở Thái Lan khỏi bị bắt cóc đem về nước. Các tổ chức đề nghị cơ quan Liên hiệp quốc đánh giá rủi ro đối với những người xin tị nạn Việt Nam và các cá nhân được cấp quy chế tị nạn và thực hiện các biện pháp bảo vệ hiệu quả, đồng thời đẩy nhanh thủ tục tái định cư ở nước thứ ba cho họ nhằm tránh nguy cơ bị cưỡng chế trở về Việt Nam. Quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam và tiếp ngay sau đây sẽ là tin quốc tế. Mở đầu Tổng thống Joe Biden đã tán thành việc huấn luyện phi công F16 cho Ukraine khi tổng thống Zelensky đã chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh G7. Tổng thống Joe Biden vào hôm nay đã tán thành kế hoạch đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F16 do Mỹ sản xuất. Theo hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, khi ông thảo luận với các đồng minh tại hội nghị thượng đỉnh G7 về cách tăng cường hỗ trợ cho Kiev chống lại Nga. Những người nói với điều kiện ẩn danh cho biết, Tổng thống Joe Biden tuyên bố đã chấp thuận khóa đào tạo có thể sẽ được tiến hành ở châu Âu trong những tháng tới. Tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo G7 ở Hiroshima, đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow trước khi Tổng thống Zelensky tham gia cùng họ tại hội nghị thượng đỉnh vào Chủ nhật. Tổng thống Joe Biden đã nói với các nhà lãnh đạo rằng, các quyết định về thời điểm, số lượng và ai sẽ cung cấp máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư để Ukraine sử dụng trong trận chiến sẽ được đưa ra trong những tháng tới, trong khi quá trình huấn luyện đang diễn ra. Tổng thống Zelensky cũng đã liên tục kêu gọi cung cấp máy bay chiến đấu phương Tây để tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước trước cuộc xâm lược kéo dài 15 tháng của Nga. Nhưng cho đến nay, vẫn phải đối mặt với sự hoài nghi từ Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo của các nền dân chủ hùng mạnh nhất thế giới đã tuyên bố vào hôm thứ Sáu hôm nay sẽ thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì cuộc xâm lược kéo dài 15 tháng vào Ukraine. Trong khi đó, thì Ukraine cũng tìm kiếm sự hỗ trợ của Liên đoàn Ả Rập. Tổng thống Ukraine Zelensky đã tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập ở Ả Rập Saudi vào thứ Sáu để vận động ủng hộ người dân của ông. Trong khi Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đã bày tỏ sẵn sàng làm trung gian hòa giải cuộc chiến giữa Moscow và Kiev, Tổng thống Zelensky đã cảm ơn Ả Rập Saudi vì sự giúp đỡ trước đây và cho biết mỗi nhân vật lãnh đạo sẽ nhận được văn bản về kế hoạch hòa bình 10 điểm của ông. Ông yêu cầu họ làm việc trực tiếp với Ukraine mà không qua trung gian. Các quốc gia vùng vịnh đã cố gắng giữ thái độ trung lập trong cuộc xung đột ở Ukraine, bất chấp áp lực của phương Tây đối với các nhà sản xuất dầu vùng vịnh nhằm giúp cô lập Nga. Một thành viên của OPEC Plus, trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh, thì Tổng thống Zelensky cho biết một số quốc gia, bao gồm cả các thành viên của Liên đoàn Ả Rập, đã muốn nhắm mắt làm ngơ trước việc Nga sát nhập trái phép đất Ukraine và bỏ tù một số người Ukraine trong cuộc chiến kéo dài 15 tháng. Năm ngoái, trong một cuộc đảo chính ngoại giao, thì Thái tử Mohammed đã bảo đảm là thả 10 người nước ngoài bị Nga bắt ở Ukraine. Hành động này dường như đã được thực hiện nhờ mối quan hệ thân thiết của ông với Tổng thống Nga Putin. Ả Rập đã phải đối mặt với sự chỉ trích nặng nề từ Hoa Kỳ về quyết định cắt giảm sản lượng dầu của OPEC Cộng, được coi là giúp Nga làm đầy kho bạc bằng cách tăng giá. Và tiếp theo phần tin thế giới, quân đội Ukraine đã tiến gần bắt bút và dọn sạch các vị trí của Nga một đơn vị quân đội Ukraine đã công bố video hôm nay được cho là cho thấy các binh sĩ đang dọn sạch các vị trí của Nga gần Bắc Mút ở khu vực phía đông của Donetsk. Đoạn phim được quay bởi lữ đoàn tấn công thứ 10, được gọi là Edelweiss, được quay khoảng 5 cây số về phía tây bắc của trung tâm Bắc Mút. Vị trí đã được xác định bằng đường ray xe lửa, hàng cây và cánh đồng khớp với hình ảnh vệ tinh. Đoạn video cho thấy các binh sĩ Ukraine đã ném lựu đạn và bắn súng trường khi họ đang tiến vào khu rừng nơi quân đội Nga được cho là đang ẩn náu. Các chú thích kèm theo video trên Facebook cũng cho biết nó mô tả các hành động tấn công của một trong những đơn vị đặc biệt của lữ đoàn. Theo chú thích, thì các lực lượng Ukraine đã chiếm lại 10 cây số vuông lãnh thổ gần Bakhmut Ukraine cho biết trong hôm thứ Sáu rằng các lực lượng Nga đang cố gắng chiếm lại vùng đất mà họ đã mất xung quanh thành phố, bị tàn phá ở miền đông Ukraine. Như quân đội Ukraine đang đẩy lùi các cuộc tấn công. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine là Hanna Malia cho biết lực lượng Nga đã giành được một số phần đất bên trong chính của Bakhmut nhưng không kiểm soát được thành phố này. Và trong khi đó, thì cựu thị trưởng Nga đã bị phạt 3.245 Mỹ Kim vì đã làm mất uy tín của quân đội. Chính trị Nga đối lập Nga, Zepseni Roisman đã bị phạt 3.245 Mỹ Kim vào hôm thứ Sáu, sau khi một tòa án đã tuyên ông phạm tội làm mất uy tín của quân đội Nga. Roisman, cựu thị trưởng thành phố lớn thứ tư của Nga Tarunberg đã bị giam giữ vào tháng 8 năm ngoái và bị cấm truy cập internet sau khi ông gọi các hành động của postcal ở Ukraine là một cuộc chiến trong một video trên YouTube. Nga đã đã gọi cuộc xung đột là một chiến dịch quân sự đặc biệt và mọi người có nguy cơ bị truy tố nếu họ sử dụng các từ chiến tranh hoặc là xâm lược kể từ khi xâm chiếm Ukraine vào năm ngoái. Nga đã truy tố hàng chục người theo luật mới nhằm trừng phạt những người chỉ trích chiến tranh và đàn áp những người bất đồng chính kiến. Nổi tiếng và lôi cuốn, Roisman là một người thẳng thắn ủng hộ nhà phê bình Navalny đang bị bỏ tù và thường chỉ trích điện Kremlin bằng ngôn ngữ, đôi khi là thô lỗ trên mạng xã hội. Ông được bầu làm thị trưởng Zekaterinburg vào năm 2013 giữa làn sóng bất bình với việc Putin trở lại làm tổng thống Nga vào năm 2012 nhiệm kỳ của ông trong vai trò này đã gây tranh cãi vì ông đã mạnh tay trấn áp những người sử dụng ma túy trong thành phố. Vào năm 2018, ông từ chức sau khi các nhà lập pháp bỏ phiếu bãi bỏ bầu cử trực thị trưởng trực tiếp, một hành động mà ông cho rằng nhằm chống lại ông. Và thông tin cuối trong phần tin thế giới, Ukraine đã ra mắt trang trại gió lớn mới khi chiến tranh nổ ra công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, gọi tắt là DTEK, đã khởi động giai đoạn đầu tiên của nhà máy điện gió 500 triệu Watt nhằm thúc đẩy ngành năng lượng của đất nước sau các cuộc không kích của Nga. Các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã gây ra thiệt hại trên diện rộng và khiến cho hàng triệu người không có điện và sưởi ấm trong mùa đông. Ukraine hiện đang chạy đua để sửa chữa và củng cố lãnh vực này trước những tháng mùa đông cuối năm nay, sau khi hoàn thành, thì trang trại gió Telyug sẽ là lớn nhất ở Ukraine. Hiện tại 19 tua bin gió sẽ tạo ra điện để hỗ trợ cân bằng năng lượng của Ukraine. DTEK đã bắt đầu xây dựng nhà máy vào năm 2021, nhưng việc xây dựng đã dừng lại sau khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 của năm 2022. Nhà máy cách tiền tuyến chưa đầy 100 cây số. Công việc được nối lại vào tháng 4 năm ngoái với các kỹ sư và công nhân xây dựng 13 tua bin gió kể từ đó. 6 tua bin đã được chế tạo trước chiến tranh. Maxim Tinshenko là giám đốc điều hành của DTEK đã cho biết dự án sẽ tiêu tốn 486 triệu Mỹ kim. Các quan chức của DTEK cũng cho biết dự án điện gió là một bước tiến quan trọng để cắt giảm khí thải nhà kính. Quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam cũng như là thế giới cùng với Thanh Tâm. Kính mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của Lido Saigon TV. Chúng tôi sẽ trở lại ngay với phần tin Hoa Kỳ.